Xin chào tất cả các bạn. Trong các video mà Nguyên có sử dụng bột tàn mì, tức là tinh bột mì, thì rất là nhiều bạn không biết bột này là bột gì và mua ở đâu. Thì hôm nay Nguyên làm video này để chia sẻ cách mình dùng bột mì để tự tách cái tinh bột rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Vì có nhiều món bánh cũng như món tiệm sắm thì mình cần dùng đến bột tàn mì để làm. Thì các bạn lưu lại cái video này, thì dù cần thiết thì các bạn tự làm rất là đơn giản nha. Nguyên dùng cái gói bột mì đa dụng này để làm, còn gọi là bột mì số 11, tại vì cái này tìm mua phổ biến nhất luôn. Nói chung các bạn tìm mua cái loại số 8, số 11 hoặc số 13 đều được. Cái lượng protein trong gói bột mì càng thấp thì mình sẽ thu được cái tinh bột mì càng nhiều. Chẳng hạn cái gói bột mì số 11 này thì protein trong này nó có từ 9.5 cho đến 11%. Nếu mà mình làm bằng cái gói bột mì này, mình sẽ thu được cái tinh bột mì là gần 700g. Cái này các bạn có thể làm một nửa cái lượng bột này cũng được, nhưng mà Nguyên sẽ làm luôn nguyên 1 kg bột luôn nha. Bây giờ thì Nguyên đổ hết 1 kg bột vào trong một cái tô lớn. Một gói bột như vậy mình làm vừa có mì căn vừa có tinh bột mì, và Nguyên cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, sau đó thì mình khuấy đều. Mình cho một ít muối vào thì để cho cái mì căn khi làm ra nó sẽ dai và ngon hơn. Với 1 kg bột thì Nguyên dùng 550ml nước. Cái này là nước nhiệt độ phòng, không nóng cũng không có lạnh nha. Rồi mình chia làm 2-3 lần đổ vào. Mình đừng có đổ một lần nha, tại vì mỗi một cái loại bột quá nhiều khi cái lượng hút nước nó sẽ khác nhau đó. Khi đổ nước vào rồi thì mình dùng đôi đũa mình khuấy, và khuấy đến khi nào không còn thấy nước nữa thì mình tiếp tục cho nước vào nha. Nếu mà các bạn dùng cái loại bột này thì mình cho khoảng 530 hoặc là 550ml nước là Nguyên thấy vừa nha, tại vì Nguyên cũng làm qua vài lần để thử nghiệm rồi. Sau khi Nguyên cho vào 550ml nước rồi thì bây giờ mình sẽ nhồi bột. Cái bột này phải hơi cứng nha, thì lúc mà mình rửa bột nó mới dễ rửa, nếu mà nhão quá thì mình sẽ không có lấy hết được cái tinh bột mì đó. Mình nhồi đến khi nào mà thấy khối bột nó kết dính vào với nhau và không còn thấy bột khô nữa là được rồi nè. Bây giờ thì mình rửa bột chưa có được nha. Mình phải dùng cái food wrap hoặc là dùng cái đĩa lớn mình đẩy lại để ủ bột á. Nguyên thì dùng food wrap nha. Mình đẩy lại khoảng chừng 30 phút thì chút nữa mình nhồi lại nó sẽ rất là dễ nhồi. Và sau 30 phút thì mình gỡ cái food wrap ra. Bây giờ thì mình sẽ lấy khối bột ra mình nhồi lại nha. Bột sau khi ủ rồi thì nó sẽ hơi mềm nè. Nó mềm hơn lúc nãy đó. Bây giờ cũng chưa có rửa được nha. Mình còn phải ủ thêm một lần nữa. Và bây giờ Nguyên sẽ cho khối bột lên trên bàn và mình không có đeo bao tay nhồi cũng được. Tại vì nếu mà mình đeo bao tay vào nhồi thì mình sẽ không có cảm nhận được cái bột nó dẻo hoặc là nó đạt chưa. Khối bột này Nguyên nhồi được 5 phút nhưng mà bột cũng còn đang cứng ha. Nó lạm xạm thì chưa có được đạt đâu. Bây giờ thì mình sẽ ủ bột thêm một lần nữa. Mình dùng một cái tô lớn đẩy vào như vậy luôn nha. Mình để lên trên bàn luôn. Bây giờ thì mình sẽ ủ bột là 60 phút. Sau 60 phút thì mình lấy cái tô ra, sau đó thì mình nhồi bột lại nha. Mình nhồi khoảng 5 phút thôi. Và bây giờ Nguyên cảm nhận khối bột nó rất là mềm, dẻo lắm. Và rất là mịn nữa nè. Bây giờ thì mình có thể đi rửa bột được rồi. Các bạn dùng một cái thau lớn, sau đó cho khối bột vào. Mình sẽ cho nước vào trong này, mình rửa cái khối bột này nó ra cái tinh bột mì nha. Lượng nước cho vào thì mình không có nên cho một lần nhiều quá. Nếu mà các bạn đổ nước vào càng nhiều thì cái thời gian lắng bột nó sẽ rất là lâu. Với lại cái thau nước này nó đầy quá, mình cũng rất là khó bưng đi đổ cái nước lắng nha. Mình cứ nhồi rửa giống như cái thao tác mà mình giặt khăn cho đến khi nào mà thấy cái tinh bột nó ra rất là đặc nè. Thì bây giờ mình sẽ đổ ra và mình lọc lại. Cái phần nước mình lọc ra sẽ làm tinh bột mì, còn cái phần ở trên là mì căn nha các bạn. Cái này mình mới chỉ rửa có một lần thôi thì tinh bột mì còn ở trong này rất là nhiều nha. Mình phải tiếp tục rửa nữa và mình sẽ đổ vào trong cái thau lúc nãy.
Và mình cũng cho cái lượng nước á, giống như lúc nãy nha, mình cũng không có nên cho nhiều. Và cái thao tác rửa cũng y như lúc nãy luôn. Mỗi một lần rửa xong á, mình đều phải lọc lại nha. Như vậy khi mà mình lắng tinh bột á, nó mới không có tạp chất á, như vậy á, nó sẽ nguyên chất hơn đó. Các bạn rửa vài lần cho đến khi nào mà thấy mì căng á, mình đổ nước vào mà thấy cái nước nó trong lại thì tức là cái tinh bột mì á, mình cũng lấy gần sạch rồi đó nha. Và cái này là nước cuối cùng nè, nguyên vắt nó ra luôn. Mỗi lần mình làm xong á, thì mình sẽ thu được vừa tinh bột vừa mì căn. Thì mình cũng có thể làm được vừa món chay nè, vừa tinh bột mì. Rồi cái nước này á, mình cũng lọc lại. Để bảo đảm hơn thì mình sẽ lọc thêm một lần ha. Như vậy á, cái tinh bột mì á, nó sẽ mịn và nó không còn bị dính mì căn ở trong này đó. Nhiều khi lúc mà mình đổ nó hơi sơ sót đó. Khi đổ ra thì các bạn thấy nè, nó cũng có dính một ít mì căn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cân lại xem mì căn là mình thu được bao nhiêu. Cái này là hơn 300 gram nha. Mì căn này á, các bạn có thể làm được nhiều món chay để ăn nha, như là thịt chay nè, heo viên chay hoặc là chả chay vân vân và vân vân. Cái thau lúc nãy thì Nguyên dùng một ít nước á, tráng cho sạch cái tinh bột ha. Sau đó thì mình lọc lại. Bây giờ là buổi tối khoảng 10 giờ rồi thì Nguyên sẽ lắng bột cho đến sáng ngày hôm sau. Bây giờ là sáng sớm thì Nguyên thấy bột nó đã lắng xuống rồi nè. Mình sẽ đổ nước này đi nha. Lúc mà các bạn bưng cái thau với lại mình đổ thì mình phải đổ nhẹ tay để không có đụng đến cái tinh bột ở dưới ha. Nếu mà các bạn đổ nước mà thấy cái tinh bột nó ở dưới nó bị loang lên cái nước trong ở trên á thì mình đừng có đổ tiếp nữa nha. Mình để yên cái thau nước một chút rồi chút nữa mình sẽ đổ tiếp nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đổ cái thau bột này sang một cái thau khác. Khi đổ xong á thì các bạn nên rửa và mình lấy sạch lại cái tinh bột bên này nha. Làm tinh bột mì thì rất là đơn giản, nhưng mà có một cái là cái thời gian lắng bột nó rất là lâu. Mình sẽ lắng bột từ 2 cho đến 3 ngày luôn á. Trước khi cho vào tủ lạnh thì Nguyên sẽ để ở đây khoảng vài tiếng nữa cho đến khi nào mà thấy nó lắng nước trong thì mình tiếp tục mình đổ ra nha. Nếu mà các bạn không có đổ sạch hết cái nước thì khi mà mình đổ cái bột ra mình phơi nắng á, nó rất là lâu nó mới khô bột đó các bạn. Sau khi mà các bạn chất nước thêm một hai lần á, các bạn đổ vào một cái ca để mình dễ đổ nước ra nha. Bây giờ thì Nguyên sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cái thau bột đó thì Nguyên đổ vào trong một cái ca này nè, tại vì đổ vào cái ca mình chất nước ra nó rất là dễ. Và sau 3 ngày á, thì Nguyên thấy không còn nước nữa ha. Bây giờ thì mình sẽ đổ ra để mình phơi bột. Nguyên dùng cái mẹt á, sau đó mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh á, lót vào nha. Sau đó thì mình đổ bột vào. Các bạn thấy nè, cái bột này á, mình đã chất bỏ cái phần nước á, cho nên khi mà mình đổ ra nó rất là đặc luôn. Cái mẹt này á, nó có mụn á, thì mình đậy lại á, để cho nó không có bị dơ nè. Mình sẽ đem đi phơi nắng nha. Tinh bột mì á, mình phơi đến khi nào mà thấy nó khô hoàn toàn là được. Cái bột này á, nếu mà nó còn ướt á, khi mà mình phơi thấy hết nắng á, mình để luôn nguyên cái mẹt này á, vào trong ngăn mát tủ lạnh và ngày hôm sau á, mình lấy ra phơi tiếp. Nếu mà các bạn cứ để liên tiếp ở ngoài phơi nắng 3-4 ngày á, thì có thể cái bột này á, nó sẽ bị chua nha. Cái bột này á, thật ra mình sấy lạnh á, nó cũng khô nha. Bởi vì các bạn đừng có sợ là cho vào ngăn mát tủ lạnh á, là nó không có khô. Mình cho vào ngăn mát tủ lạnh và đến ngày hôm sau mình lấy ra tiếp tục phơi nắng. Mình lặp đi lặp lại như vậy á, khoảng từ 2 cho đến 3 ngày là bột á, nó sẽ khô hoàn toàn luôn. Cái tinh bột mì này á, thì nó rất là cứng. Nếu mà nhà các bạn không có cái máy chuyên nghiệp xay bột á, thì mình mang cho người ta xay nha. Còn như mà mình xay bằng cái máy xay sinh tố thường á, thì nó sẽ không mịn bằng cái bột mà mình mua ở ngoài đâu. Ở đây là hai chén bột mì, một chén là mình tự làm. Cái chén này là tinh bột mì mà mình mua ở ngoài thì nó rất là trắng và rất là mịn. Còn cái tô bên tay trái á, thì là mình tự làm nè. Thì cái màu nó sẽ hơi ngà ngà tại vì mình không có tẩy đó.
làm ra thành phẩm tinh bột mì thì cái loại mà mình mua lúc nào nó cũng mịn hơn, tại vì người ta xay bằng cái máy xay bột chuyên nghiệp. Bột tàn mì mình tự làm á thì nó sẽ không có mịn bằng người ta làm, nhưng mà ngược lại á, cái tính chất bột này nó rất là dai do mình làm nguyên chất không có pha cái gì hết á. Bột tàn mì nếu mà các bạn xay bằng cái máy xay sinh tố gia đình á thì khi xay xong á nó cũng có nhiều cái hạt nó hơi cứng đầu á, thì mình nên rây lại và những cái hạt đó mình không có lấy nữa nha, tại vì mình xay nó rất là khó mịn đó. Và khi xay xong á các bạn có thể phơi thêm một nắng nữa. Tại vì bột á thật là khô thì thời gian bảo quản sẽ lâu hơn. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chè tài ca sâu thảy.